Quốc Việt Nam sẽ thảo luận về hợp tác phát triển trên biển hôm qua nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh đã quyết định thành lập nhóm công tác để thảo luận về hợp tác cùng phát triển trên biển. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thông cáo báo thành lập hai nhóm công tác khác về hợp tác tài chính và cơ sở hạ tầng. Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng việc thành lập ba nhóm công tác nói trên là một bước đột phá quan trọng trong quan hệ Việt-Trung. Đặc biệt, theo ông Lý Khắc Cường, việc thành lập nhóm công tác về hợp tác cùng phát triển trên biển là một dấu hiệu tích cực cho thấy hai nước sẵn sàng giải quyết các bất đồng thông qua hợp tác. Cho tới nay, giữa Hà Nội và Bắc Kinh vẫn còn tranh chấp trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi loan báo thông tin nói trên, tờ China Daily hôm nay trích lời một chuyên gia Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng Hà Nội nhận thấy dựa vào Washington để tìm kiếm sự ủng hộ của công luận để đòi hỏi chủ quyền trên một số bảo là một điều phi thực tế. Cho nên, đặt sang một bên những tranh cãi vặt vảnh về chủ quyền và ngồi vào bàn thảo luận về hợp tác cùng phát triển là một sự chọn lựa thực dụng. Cũng trên tờ China Daily, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia Trung Quốc Ngô Sĩ Tồn nhận định rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của Thủ tướng Lý Khắc Cường ở Việt Nam cho thấy là các lãnh đạo của hai nước đã đạt đến đồng thuận về việc cùng nhau kiểm soát khủng hoảng Biển Đông và thúc đẩy tin cậy lẫn nhau. Theo tờ China Daily, kế hoạch thảo luận về hợp tác cùng phát triển trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc được thông báo chỉ hai ngày sau khi Trung Quốc và Brunei ra một thông cáo chung cam kết sẽ thúc đẩy thăm dò và khai thác các nguồn dầu khí trên Biển Đông. Mặc dù quan hệ song phương thường gặp rắc rối do tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng trong năm nay Hà Nội và Bắc Kinh vẫn duy trì các chuyến viếng thăm cấp cao. Trước chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân, ông Lý Khắc Cường hôm qua đã mời ông Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Trung Quốc và Thủ tướng Việt Nam đã nhận lời.